Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết kế hoạch áp thuế 25% đối với sản phẩm thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico đã có hiệu lực kể từ 11 giờ ngày 1 tháng 6 theo giờ Việt Nam, đồng thời khẳng định Mỹ mong muốn tiếp tục đàm phán với Canada và Mexico, mặt khác đàm phán với EU do còn tồn tại quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Italia đã đạt được một thỏa thuận về thành lập một chính phủ liên minh. Cụ thể, luật sư Giuseppe Conte đã chấp nhận trở lại cương vị thủ tướng và các bộ trưởng trong chính phủ mới sẽ là các nhân vật đến từ đảng M5S, một chính đảng phi truyền thống và đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc. Ngày 30 tháng 5, đại diện Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã tập trung tại Paris và chào đón hai thành viên mới gia nhập khối này. Với tư cách là nước chủ nhà đăng cai sự kiện lần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi những nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế của Litva và Colombia. Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm giá xuống mức thấp kỷ lục mới so với đồng đô la Mỹ, qua đó làm gia tăng lo ngại về tình trạng bất ổn của nền kinh tế trong bối cảnh tháng tới sẽ diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng tại quốc gia này. Lãnh đạo đảng đối lập xã hội Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ trở thành tân thủ tướng của Tây Ban Nha sau khi đảng của ông đã huy động đủ số phiếu cần thiết để tiến hành phế truất thủ tướng đương nhiệm Mariano Rajoy cho một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, toàn quyền Australia Peter Cotgrove và phu nhân đã tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến 26 tháng 5 năm 2018, nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thế giới sự kiện tuần này xin được cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về chuyến thăm này, cũng như những cơ hội mà doanh nghiệp hai nước có thể nắm bắt nhân sự kiện này. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam từ ngày 23 đến 26 tháng 5 năm 2018, toàn quyền Australia Peter Cotgrove đã có các cuộc gặp với lãnh đạo nước ta, gồm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Australia trong thời gian qua. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai rộng khắp các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường nhận thức của người dân hai nước với quan hệ Việt Nam-Australia. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng hợp tác sâu rộng và thực chất trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN-Australia, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương. Úc và Việt Nam có một mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng lớn mạnh cả về đầu tư và hợp tác phát triển. Việt Nam hiện là đối tác thương mại thứ 15 của Úc. Trong năm 2018, hai nước sẽ tăng cường hợp tác về an ninh biển, gìn giữ hòa bình và giáo dục đào tạo. Định hướng quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới, hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, phối hợp lập trường trong vấn đề Biển Đông, hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Việt Nam và Australia có mối quan hệ lâu đời, cộng đồng người Việt Nam tại Australia vô cùng đông đảo. Và đặc biệt, việc thường xuyên tổ chức các chuyến thăm cấp cao chính là động lực để quan hệ giữa Việt Nam và Australia phát triển hơn nữa trong tương lai. Mời quý vị cùng gặp gỡ ông Philip Dowler, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam, Australia, để tìm hiểu sâu hơn về quan hệ giữa hai nước. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình Thế giới sự kiện. Thưa ông, toàn quyền Australia Peter Cotgrove vừa có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngay sau đó là chuyến thăm của Ngoại trưởng Julie Bishop. Ông có thể cho biết mục đích và ý nghĩa của sự kiện này. Đây là một chuyến thăm quan trọng của toàn quyền Australia đến Việt Nam. Trong 3 tháng vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm chính thức đến Australia. Và thời điểm đó, hai nước đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Và đáp lại, toàn quyền Australia cũng đã tới Việt Nam và có lịch trình tại Hà Nội trong ngày 24 tháng 5 và chuyến di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 25 tháng 5. Tôi cho rằng điều này thể hiện sự kết nối mạnh mẽ giữa Việt Nam và Australia trong suốt 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm hợp tác trên mặt quân sự. Năm 2018 cũng là năm kỷ niệm đánh dấu 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Với tất cả những lý do đó, tôi cho rằng chuyến thăm lần này của toàn quyền Peter Cotgrove là một chuyến thăm rất quan trọng đối với cả hai nước. Vậy đâu là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự thưa ông?
Đó là vấn đề thúc đẩy thương mại. Australia có rất nhiều lĩnh vực phát triển lớn mạnh mà chúng tôi mong muốn có cơ hội đầu tư hơn nữa vào Việt Nam, cũng như khuyến khích nhiều người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam tới Australia. Một số lĩnh vực lớn của Australia như nông nghiệp, giáo dục, du lịch và sản xuất là những mảng mà chúng tôi mong muốn gia tăng thương mại song phương với Việt Nam sau chuyến thăm lần này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chuyến thăm chính thức Australia vào tháng 3 vừa qua. Vậy các chuyến thăm cấp quốc gia như vậy có tác động như thế nào đến doanh nghiệp hai nước? Từ đầu năm cho đến nay đã có rất nhiều chuyến thăm các cấp giữa hai nước. Tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Australia. Bộ trưởng Ngoại giao Australia cũng đã có chuyến thăm đến Việt Nam vào ngày 28 tháng 5. Trong tháng trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Australia cũng đã sang công du Việt Nam nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp giữa hai nước. Trong đó, chuyến thăm trong tháng 3 là một chuyến thăm vô cùng quan trọng, vì hai nước đã ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện. Và thông qua những chuyến thăm này, chúng ta có thể thấy mối quan hệ đang không ngừng lớn mạnh hơn nữa giữa Việt Nam và Australia. Theo tôi, những chuyến thăm này sẽ góp phần gạt bỏ những rào cản, mở cửa thương mại hai nước. Bởi nếu bộ máy chính trị càng chặt chẽ và có nhiều cuộc gặp cấp cao, thì hai nước sẽ càng gia tăng hợp tác về mặt thương mại. Thủ tướng Australia, toàn quyền Australia và Ngoại trưởng Australia có thể trò chuyện với người dân Việt Nam, và khi quay trở về Australia, họ có thể khuyến khích gia tăng thương mại song phương. Như vậy, tôi mong rằng cả hai nước đều có được lợi ích sau những chuyến thăm này. Ông nhận định thế nào về mối quan hệ thương mại hai nước từ đến thời điểm hiện nay, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thương mại? Tôi nghĩ mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Australia đang phát triển không ngừng. Trong giai đoạn đầu những năm 2000, hai nước đã có mối quan hệ rất vững chắc. Hiện tại có rất nhiều người Việt Nam sống tại Australia. Cộng đồng người Việt Nam sống tại Australia là một trong những cộng đồng lớn nhất tại Australia, đặc biệt là tại Sydney và Melbourne. Và tôi cũng nghĩ là thương mại hai nước sẽ tiếp tục gia tăng. Mối quan hệ song phương sẽ lớn mạnh sau mỗi năm. Hiện tại Australia có khá nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương cũng khá cao, trị giá hàng tỷ đô la. Bởi vậy, Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia và ngược lại. Hiện tại Australia là bạn hàng thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, và Việt Nam là đối tác lớn thứ 15 của Australia. Đây là một kết quả tích cực, và hy vọng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Tháng 3 năm 2018, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Đây được xem là dấu mốc mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới, cũng như phát triển chiều sâu vì lợi ích của hai dân tộc. Chuyến thăm của toàn quyền Australia tới Việt Nam lần này lại một lần nữa khẳng định điều này. Việc Việt Nam và Australia đồng ý nâng quan hệ lên đối tác chiến lược hồi tháng 3 năm 2018 đồng nghĩa với việc hai bên có thể trao đổi lãnh đạo cấp cao nhất thường xuyên hơn. Với minh chứng rõ nhất là chuyến thăm Việt Nam vừa qua của toàn quyền Australia. Quan hệ đối tác chiến lược cũng sẽ đưa ra một loạt ưu tiên hợp tác và kế hoạch hành động, tương lộ trình để đạt được các mục tiêu này, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế. Hai nước có thể gia tăng hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển thông qua các cuộc họp ở cấp bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kinh tế. Australia đã trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam từ thời kỳ rất sớm, và thương mại song phương tăng lên theo cấp số nhân. Australia hiện là bạn hàng thứ 8 của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn 7% mỗi năm. Năm 2017 đạt gần 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,2% so với năm 2016. Việt Nam xuất sang Australia trên 520 triệu đô la Mỹ hàng năm, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, trong đó tôm đông lạnh chiếm 25%. Australia đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long xuất sang thị trường Australia. Việt Nam đang thúc đẩy nước bạn cho phép nhập khẩu nhãn, chôm chôm, vú sữa, tôm sống nguyên con vào thị trường Australia. Tính đến nay, Australia có 412 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 20 trên 126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Chúng ta hiện có 44 dự án đầu tư trực tiếp vào Australia với tổng giá trị đạt 387,1 triệu đô la Mỹ. Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 82 triệu đô la Mỹ một năm trong giai đoạn từ năm 2010 tới nay. Australia viện trợ không hoàn lại cho ta 160 triệu đô la Mỹ để xây cầu Cao Lãnh. Lễ khánh thành đã diễn ra hôm 27 tháng 5 vừa qua. Australia cũng thông qua kế hoạch viện trợ giai đoạn 2015-2020 cho Việt Nam trị giá khoảng 90 triệu đô la Australia, tập trung vào lĩnh vực cải cách kinh tế, nâng cao năng lực, bình đẳng giới và cải thiện sinh kế. Trên những cơ sở đó, có nhiều lý do để tin rằng thương mại và đầu tư sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt khi Việt Nam đã và đang đấu tranh tích cực để chống nạn tham nhũng và tệ quan liêu.
Ngoài ra, cả Việt Nam và Australia có cùng mối quan tâm chung trong việc duy trì an ninh, ổn định và phát triển kinh tế của khu vực trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế. Nhất trí về tầm quan trọng của các thể chế đa phương như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và Hội nghị cấp cao Đông Á EAS. Có thể nói đây là điểm thuận lợi để Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ với Australia, cả về song phương và đa phương, tăng cường vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Thưa ông, hiện nay lĩnh vực nào tại Việt Nam thu hút các doanh nghiệp Australia đến đầu tư và phát triển? Có 3 lĩnh vực. Thứ nhất và cũng là lĩnh vực lớn nhất, đó là lĩnh vực giáo dục. Trường đại học RMIT của chúng tôi đã có mặt tại Việt Nam trong gần 20 năm qua. Cho đến nay, có khoảng 26.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Australia. Như vậy, có thể nói rằng giáo dục là lĩnh vực lớn nhất của Australia tại Việt Nam. Thứ hai, một lĩnh vực có sự xuất hiện khá nhiều tại Việt Nam, đó là nông nghiệp. Tại miền Bắc Việt Nam, tổ chức Melvin Group hoạt động khá mạnh mẽ, và chúng tôi cũng đang nỗ lực gia tăng sức ảnh hưởng của ngành nông nghiệp Australia đối với Việt Nam. Và thứ ba, đó là lĩnh vực du lịch. Du lịch là một lĩnh vực rất lớn tại Việt Nam. Không chỉ tại Hà Nội, có rất nhiều khách sạn 5 sao được xây dựng tại Đà Nẵng hay Phú Quốc, cũng như khu vực miền Nam nói chung. Australia là một đất nước có văn hóa lâu đời trong ngành du lịch và dịch vụ. Bởi vậy, hai nước có thể chia sẻ những kinh nghiệm và khiến cho nền du lịch tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn. Còn ngược lại, đối với doanh nghiệp Việt Nam tại Australia thì sao thưa ông? Chúng ta có thể thấy rất nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam được nhập khẩu vào Australia. Trong năm ngoái, đã có nhiều loại quả được phép du nhập vào thị trường Australia như xoài, nho, thanh long. Và hai nước cũng đã tiếp tục đàm phán để Việt Nam có thể xuất khẩu nhiều loại quả nữa sang Australia. Về thủy sản, Việt Nam cũng có nhiều mặt hàng xuất hiện tại thị trường Australia, ví dụ như cá tra, tôm, cua ghẹ. Ngoài ra, tôi cũng thấy một số ngành hàng khác của Việt Nam cũng có cơ hội tại Australia, trong đó phải kể đến ngành dịch vụ, vì hiện tại có rất nhiều người Việt Nam mong muốn tới Australia để làm việc hay học tập. Theo ông, đâu là những hạn chế trong việc phát triển thương mại giữa hai nước? Câu hỏi này của bạn cũng là một chủ đề khá nóng. Theo tôi, vấn đề lớn nhất là việc người dân chưa có đủ hiểu biết về đất nước bạn. Rất nhiều người dân Australia đều cho rằng Việt Nam là một quốc gia tuyệt vời để tận hưởng những kỳ nghỉ, nhưng có lẽ họ chưa biết tới những cơ hội kinh doanh tại đây. Tôi nghĩ điều này cũng đúng với người dân Việt Nam. Nhiều người Việt Nam cho rằng Australia là một quốc gia có ngành giáo dục tốt, nhưng họ chưa biết về những lĩnh vực khai thác tại đất nước của chúng tôi. Đó là rào cản lớn nhất. Ngoài ra, tôi cũng muốn đề cập đến vấn đề về thuế. Vấn đề này có thể khiến cho việc thương mại giữa hai nước trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, gần đây, hai nước đã ký kết Hiệp định CPTPP cũng như ANZFTA, Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do giữa các nước ASEAN, Australia và New Zealand. Với các hiệp định này, tôi cho rằng các rào cản sẽ được giảm bớt và thương mại cũng như những vấn đề giao lưu nhân dân sẽ được gia tăng trong năm nay. Australia cũng như các doanh nghiệp Australia tại Việt Nam đã làm gì để vượt qua những thách thức này? Austram đóng vai trò là cầu nối giữa Australia và Việt Nam. Tổ chức này được tổ chức nhằm kết nối và hỗ trợ người Việt Nam với nhu cầu hoạt động kinh doanh tại Australia và ngược lại. Các công ty doanh nghiệp Australia muốn tới hoạt động tại Việt Nam, từ đó khiến cho mối quan hệ giữa hai nước sâu sắc hơn. Đó là chức năng chính của tổ chức này. Australia có rất nhiều chuyên gia được gửi tới Việt Nam nghiên cứu về kinh tế. Vai trò của tổ chức Austram là khuyến khích các khoản đầu tư, khuyến khích các cơ hội và khuyến khích thương mại gia tăng giữa hai nước. Hy vọng rằng tổ chức này sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cả hai nước. Ông có thể nêu ví dụ cụ thể không ạ? Vâng, RMIT là một thành viên của Austram. Chúng tôi nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực giáo dục giữa Australia và Việt Nam. Ngoài ra, Marvin Group cũng là một tổ chức thành viên của Austram. Tổ chức này có thể kết hợp nền tảng về lĩnh vực nông nghiệp tại Australia và những am hiểu về lĩnh vực dịch vụ tại Việt Nam để đóng vai trò cầu nối giữa hai nước. Hiện tại có 20.000 người Australia đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai, việc hợp tác giữa hai nước sẽ có nhiều cơ hội. Việt Nam có thể học tập được những kinh nghiệm gì từ Australia trong việc thúc đẩy tiêu chuẩn kinh doanh? Hiện tại Australia có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp và dịch vụ chất lượng cao. Chính vì vậy, nếu đất nước chúng tôi có thể chuyển giao các dịch vụ đến Việt Nam, chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn về tình hình thương mại cũng như cách thức thúc đẩy quan hệ ngoại thương giữa hai quốc gia. Tại Australia, chúng tôi có công nghệ thiết bị bay không người lái được sử dụng trong nông nghiệp và chúng tôi mong muốn mang thành tựu đó đến Việt Nam. Bằng cách này, thiết bị bay không người lái có thể đánh giá nhu cầu tưới tiêu, sự biến đổi của đất
qua đó tăng cường năng suất cây trồng, tăng khối lượng sản xuất gạo và nâng cao thu nhập của người nông dân. Do đó, trong năm 2017 và năm 2018, công ty tập đoàn chế biến lương thực Sunrise của Australia đã đến Việt Nam và giới thiệu những thiết bị công nghệ vốn được nông dân tại Australia sử dụng rộng rãi đến người dân Việt. Đây được xem như là một dự án hợp tác giữa hai quốc gia, nhất là khi Australia là quốc gia có sản lượng gạo lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất ấn tượng với Việt Nam khi đất nước của các bạn có từ 2 đến 3 vựa lúa lớn tại miền Nam. Do đó, nếu có thể tăng năng suất cây trồng tại những vựa lúa này, người nông dân Việt Nam sẽ có thêm thu nhập và lương thực. Đây chính là một ví dụ tiêu biểu về việc chuyển giao dịch vụ từ Australia đến Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại. Vậy ông đánh giá thế nào về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cũng như các hiệp định thương mại tự do khác? Hiệp định CPTPP là một hiệp định vô cùng quan trọng. Năm ngoái, khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định TPP, tất cả các quốc gia thành viên đều tỏ ra lo ngại. Tuy nhiên, tin mừng là chúng ta vẫn đang xúc tiến Hiệp định CPTPP. Điều này không chỉ giúp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Australia, mà còn giữa Việt Nam và các nước khác trong khu vực. Có rất nhiều cơ hội để Việt Nam phát triển thương mại với các quốc gia khác, nhất là khi Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Chính vì vậy, Việt Nam sẽ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP. Chúng ta có thể thấy thị trường sẽ mở rộng ở châu Á, Australia, New Zealand cũng như toàn khu vực. Điều quan trọng là hàng rào thuế quan sẽ được nới lỏng. Điều này sẽ thúc đẩy thương mại, giao lưu nhân dân giữa các quốc gia. Tôi hy vọng rằng có ngày càng nhiều doanh nghiệp đến Australia để đầu tư, qua đó giảm thiểu rủi ro kinh doanh cũng như tăng cường việc chuyển giao dịch vụ, kiến thức giữa hai quốc gia. Ngoài ra, khi ASEAN, Australia, New Zealand ký kết Hiệp định Thương mại Tự do ANZFTA, điều này sẽ giúp làm giảm hàng rào thuế quan giữa cả ba nước nói riêng, cũng như khu vực Đông Nam Á nói chung. Có thể nói, 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều là những nước có nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng, cũng như là một trong khối tự do thương mại lớn nhất trên thế giới. Do vậy, nhờ việc ký kết CPTPP và ANZFTA, tình hình thương mại, đầu tư, chất lượng đời sống và thu nhập trung bình của người nhân dân Việt Nam qua từng năm sẽ được tăng lên. Tôi nghĩ đây là một tín hiệu vô cùng lạc quan đối với cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam, bởi thế giới đang thúc đẩy hội nhập. Việt Nam chỉ cần biết mở rộng cánh cửa và tận dụng tốt cơ hội kinh doanh. Việc Việt Nam thiết lập mối quan hệ hợp tác thân thiết với Australia có giúp Australia tiếp cận với thị trường Đông Nam Á tốt hơn không, thưa ông? Tất nhiên rồi, Hiệp định Thương mại Tự do sẽ giúp cho Australia tiếp cận tốt hơn với thị trường Đông Nam Á, bởi quốc gia chúng tôi có truyền thống xuất khẩu hàng hóa đến Vương quốc Anh, Mỹ và châu Âu. Chính vì vậy, việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do như CPTPP và ANZFTA sẽ giúp Australia mở rộng thị trường đối với Đông Nam Á, nhất là khi các nước trong khu vực này đều là quốc gia láng giềng với Australia. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Xin cảm ơn. Hy vọng rằng với những chia sẻ của Phó Chủ tịch Australia, quý khán giả cũng như các nhà đầu tư Việt Nam đang xem truyền hình VTV có thể hiểu rõ hơn về quan hệ Australia-Việt Nam và kế hoạch đầu tư của Australia trong tương lai, nắm bắt được cơ hội mới. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.